Đây là một trong những cái update mình thấy khá là hoàn hảo nè, trong một cái file ảnh mình đã xử lý chỉ vài bước thôi. Thì tuy nhiên đây là cái bản mà mình chỉ test các bạn thôi, chứ thật sự thì mình phải ngồi để mình làm lại cho nó giống thật. Nếu như mà giao file bằng AI mà một bước làm xong á thì chắc tất cả mọi người đều ở không hết, chứ không ai làm việc nó qua toàn là ra những cái lệnh không. Xin kính chào tất cả các bạn, hôm nay mình chia sẻ các bạn Photoshop 2024 và một số lỗi mà chúng ta hay mắc phải, như là những cái lệnh này, những cái lệnh mà hay bị lỗi mà mình sưu tầm được ở trên group thì có một số bạn gặp một số lỗi này. Thì Photoshop 2024 ra bản chính thức á, thì chúng ta sử dụng full tính năng của cái bản beta thôi, chứ không có gì mới, nên mình sẽ không chia sẻ nhiều về cái phiên bản Photoshop 2024 này. Mình chia sẻ các bạn một số lỗi và cách khắc phục. Thì đây là một cái lệnh mà Adobe cảnh báo cho chúng ta rất là rõ ràng. Adobe sẽ báo là đây là một cái sử dụng không hợp pháp, nói chung là vi phạm bản quyền của Adobe, nên nó sẽ không có sử dụng được cái AI robot của Renfield. Thì cái nguyên nhân mà hay bị lỗi này á, là do cái AI này nó hoạt động trên cloud của Adobe, nên thường á, thì các bạn sẽ gặp bị lỗi do các bạn sử dụng không có hợp lệ cái chính sách của Adobe ha. Hiện nay Adobe quét rất là gắt rồi. Thì cái lỗi thứ hai á, là những cái lỗi này. Cái lỗi này á, thì rất là dễ rồi ha. Cái lỗi này á, là do các bạn đây, các bạn sử dụng á, thì nó sẽ bị lỗi, nên các bạn phải ra một cái lệnh. Một cái lệnh á, thì nó sẽ mới hiểu là, và các bạn sẽ review cái lỗi này lại gửi cho Adobe, hoặc là các bạn reset lại review thì Adobe sẽ hỗ trợ các bạn nếu các bạn mà đang sử dụng cái bản chính thống. Rồi, bây giờ mình chia sẻ các bạn cái cách khắc phục lỗi trên trên đây ha. Thì có, đây là cái cách mà mình thấy trên group có rất nhiều bạn chia sẻ, nên mình chia sẻ lại trên kênh YouTube. Các bạn nào quan tâm thì có thể tham khảo ha. Thì cái cách thứ nhất để các bạn sử dụng hợp pháp, đó là các bạn sử dụng cái bản free 14 ngày. Thì cái bước thứ nhất, các bạn truy cập vào trang chủ của Adobe, mình để link dưới phần mô tả. Các bạn có thể link vào và các bạn sẽ vào cái đây để đăng nhập cái một cái tài khoản Adobe. Nếu như các bạn chưa có đăng nhập thì các bạn có thể sử dụng đăng nhập. Bước thứ hai thì các bạn tải và sử dụng cái Adobe Cloud. Bước thứ ba thì các bạn tải đồng bộ về để đăng nhập trên PC ha, thì nó sẽ đầy đủ hơn. Và cuối cùng thì các bạn sẽ sử dụng Tree 14 ngày download toàn bộ những cái phiên bản full của Adobe Photoshop về các bạn dùng thử ha. Và cuối cùng là sau 14 ngày các bạn có thể hủy nó trước 14 ngày thì Adobe sẽ hoàn thiện cho các bạn. Rồi, các bạn cứ yên tâm mà dùng ha. Thì nguyên nhân là các bạn sử dụng cái bản chính thức sử dụng thì các bạn sẽ được những cái lợi gì đó. Thì mình thấy hiện tại thì đó, cái Adobe cái bản chính thức của chúng ta đó, thì nó hỗ trợ chúng ta rất là hay những cái cách mà phục hồi nè. Thì các bạn thấy trên màn hình nó đã phục hồi cho mình cái đôi mắt của cái bà cụ này đã mất hết nè. Tuy nhiên thì nó sẽ không có giống. Chính vì thế nên các bạn phải sử dụng cái phần mềm này một cách thông minh. Thí dụ như ở đây mình chỉ nhận diện, mình chỉ lấy được cái dùng bên ngoài của con mắt thôi, còn cái mắt ở trong các bạn copy cái dùng con mắt này nè, các bạn giữ lại thì nó sẽ hay hơn ha. Thì cái đây là cái cách mà mình ứng dụng nó, chứ phần mềm này nó AI nó đâu có hiểu là mình bắt nó làm giống, nó chỉ dựa theo những cái tấm ảnh hiện tại ở trên đây để nó phân tích và nó tạo ra cái tương tự thôi, chứ nó không có giống 100% ha. Thì mình thấy nó cũng khá là ổn rồi nè. Các bạn chỉ cần lấy con mắt này lại và các bạn đắp qua bên đây thì nó rất là ok. Thì những cái dùng khác thì nó cũng tương tự như vậy thôi. Thí dụ như các bạn muốn phục hồi cái dùng này đi, thì các bạn có thể ra cho nó một cái lệnh, hoặc là các bạn cho nó chạy tự động luôn thì nó cũng tự hiểu là nó sẽ làm như thế nào. Thì đó là cái bản mà các bạn sử dụng Tree 14 ngày thì các bạn yên tâm mà các bạn sử dụng nó ha. Đó, thì ở đây mình sẽ test cho các bạn xem luôn. Thì đây là những cái AI giúp chúng ta khá là nhiều trong cái quá trình mà các bạn phục hồi và tái tạo những cái ảnh ha. Các bạn chỉ cần ra lệnh thì chúng ta sẽ vài bước chúng ta sẽ có ngay cái kết quả. Còn công việc còn lại chúng ta là xử lý làm sao mà cho nó đẹp thôi. Thì những cái lỗi này AI bây giờ nó cũng hỗ trợ chúng ta khá là ổn. Cái công cụ mới của hàng Remote Tool thì nó giúp chúng ta xóa những cái lỗi rất là hay. Vừa được update thì nó như thế này nè các bạn. Cách xóa của nó rất là hay. Các bạn chỉ cần khoanh như thế này thì nó sẽ tự hiểu. Đó, nó xóa liền luôn ha.
Đây là một cái file ảnh mình có thể demo cho các bạn xem cái bản chính thức như thế này. Thì các bạn sẽ hình dung ra được là mình sẽ làm khá là nhanh á. Nếu như các bạn ứng dụng đúng lúc đúng thời điểm á, thì những cái tấm ảnh này á, nó trở nên rất là đơn giản. Nó cái công việc xóa rất là nhanh. Rồi thì đó là cái bản mà các bạn sử dụng bằng cách các bạn khắc phục cái lỗi đó bằng cái cách đó ha. Nhiều bạn chia sẻ trên group á, thì các bạn nào quan tâm thì có thể lên group để tìm hiểu thêm. Rồi rồi, còn các bạn nào mà không muốn mắc những cái lỗi này á, thì các bạn làm theo cái cách đầu tiên của mình chia sẻ, và mình có một cái video review chi tiết về những cái lợi của Adobe, mình để link vô phần mô tả cho các bạn tham khảo ha. Cái video đó. Rồi thì quay lại cái bản chính thức, thì mình thấy đây là một trong những cái update mình thấy khá là hoàn hảo nè. Trong một cái file ảnh mình đã xử lý chỉ vài bước thôi. Thì tuy nhiên đây là cái bản mà mình chỉ test cho các bạn thôi, chứ thật sự thì mình phải ngồi để mình làm lại cho nó giống thật. Nếu như mà giao file bằng AI mà một bước làm xong á, thì chắc tất cả mọi người đều ở không hết, chứ không ai làm việc nó qua toàn là ra những cái lệnh không. Rồi thì trong video này mình chỉ chia sẻ các bạn những cái quan điểm của mình về cách sử dụng cái bản có phí như thế nào, để giúp cho các bạn quyết định mua, hoặc là các bạn muốn sử dụng nó với mục đích gì. Ok, thì cái file ảnh này á, mình sẽ lấy cái mắt của cái file gốc. Tại cái file gốc cái người này á, là cái hạt lúa, còn cái AI của chúng ta thì nó cho cái hạt bắp luôn rồi. Nên mình chịu khó một chút. Thì trong phục hồi ảnh cũ á, thì cái khó nhất á, vẫn là các bạn làm sao mà cho nó giống nhất và gần giống với ảnh gốc. Thì trên thực tế thì mình thấy AI nó làm cho chúng ta phần này rất là hay. Mình sẽ ra thêm một lệnh để làm cái buồng trên. Bạn không sử dụng được bản chính thức á, các bạn mua cái bản trôi nổi ở trên mạng, trên group á. Thì hiện tại trên group có một bạn hay sử dụng dịch vụ này với giá 500k full vĩnh viễn á. Thì mình thấy có một số bạn đã inbox và report cho mình, thì bạn này mang tính chất là quảng cáo với các bạn một số tiền mất phí á. Nên các bạn chú ý ha, nếu các bạn nào mà sử dụng dịch vụ này tốt á, thì các bạn cứ inbox để lại cái bình luận giúp mình. Còn các bạn nào mà đã sử dụng dịch vụ này rồi á, mà các bạn thấy mình bị mất tiền hay là chất lượng không có tốt á, thì các bạn hãy cho mình biết nha, để mình biết mình xử lý cái lỗi này của các bạn này ở trên group. Tại vì trên group á, thì bạn này hay đăng rất là nhiều những cái dịch vụ mà mình thấy nó không có, nói chung là đăng dịch vụ full nhưng mà thật sự là tính phí mà không biết là có sử dụng được hay không. Nên các bạn nào mà có sử dụng dịch vụ rồi á, của bác này tốt á, thì các bạn cứ mạnh dạn để lại bình luận giúp mình, để mình biết mình loại bỏ những cái bài đăng này ở trên group ha. Rồi, xin cảm ơn các bạn.